Vào ngày hẹn phỏng vấn, các bạn có nên đến sớm hay không? Quá trình phỏng vấn diễn ra trong bao lâu? Các hồ sơ được sắp xếp như thế nào? Các bạn đã đến trước lịch hẹn 20 phút. Khi các bạn đến phỏng vấn, chúng tôi đã đưa các thông tin của các bạn vào hệ thống. Vì vậy, cuộc phỏng vấn thường chỉ diễn ra rất nhanh, trong vòng 5 phút, nhưng các bạn có thể phải chờ trong khu vực chờ đợi đến lượt phỏng vấn của mình. Chúng tôi đã có một số thông tin về các bạn. Tuy nhiên, có thể chúng tôi còn muốn xem một số giấy tờ, như học bạ hoặc bằng điểm tại trường. Sau đây là đoạn video clip ngắn minh họa một cuộc phỏng vấn xin visa tại Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Xếp hàng theo đúng giờ hẹn phỏng vấn, nộp tất cả giấy tờ cần thiết tại cửa sổ tiếp nhận hồ sơ. Nhân viên tại quầy sẽ đưa cho quý vị số thứ tự chờ phỏng vấn. Ngồi chờ trước cửa số 7 và số 8 cho tới khi được gọi số để lấy dấu vân tay tại những cửa sổ này. Xin chào em. Em xin bắt tờ với tay phải. Bông ngọn tay phải. Rồi, bây giờ tay trái. Rồi, hai ngón cái cùng lúc. Rồi, xong rồi, cảm ơn. Ngồi chờ từ cửa số 2 đến cửa số 6 để được gọi phỏng vấn. Xin lưu ý, các số thứ tự không được gọi theo trình tự nhất định. Nhân viên lãnh sự sẽ bắt đầu các câu hỏi về mục đích việc sang Mỹ và những vấn đề khác. Chào em khỏe không? Dạ chào anh, em khỏe không? Anh thì sao? Anh cũng khỏe, cảm ơn em. Anh có thể xem hộ chiếu của em không? Em có đi nước ngoài chưa? Anh nói tiếng Việt được không ạ? Được em đã từng đi nước ngoài chưa? Dạ chưa. Okay. Now can I see your grades? Em chỉ mới học kỳ 1 ở đại học, vì vậy em chưa có bảng điểm đại học. Nhưng đây là học bạ và điểm TOEFL của em. Thank you so much. What's your major? Em học chuyên ngành gì? Em học y tá theo ý của ba mẹ em, nhưng em thích theo ngành học kỹ thuật. Ba mẹ em nói nếu em được du học tại Mỹ, ba mẹ sẽ trả các học phí cho em theo học. Anh thấy em đã có đơn xác nhận cho phép nhập học. Cho anh biết về điểm TOEFL của em được không? Điểm TOEFL của em không cao. Nhưng trường ở Mỹ cho biết sẽ nhận em sau khi em hoàn tất bài thi ESL. Thế trường em dự định theo học, họ yêu cầu bao nhiêu điểm IELTS? Dạ, 6.5. Sao anh chọn trường này? Anh có thể lặp lại câu hỏi được không ạ? Sure. À, điều gì làm em chọn trường này? Em tìm hiểu về trường đại học Utah, trường MIT và trường này. Cuối cùng em liên lạc với phòng tuyển sinh của trường này. Em nhận thấy gia đình em có thể chi trả mức học phí ở trường này. Em có bao nhiêu người thân ở Mỹ? Em có dì và cậu ở California, dì em làm nail, còn cậu em là nhân viên văn phòng. Em hy vọng có thể gặp dì và cậu, nhưng chắc sẽ không thường xuyên vì trường em theo học nằm ở bang khác. Well, you have very em có điểm số khá cao, có kế hoạch học tập rõ ràng. Anh rất vui khi cấp visa cho em. Hãy đặt giấy này đến quầy EMS để họ cấp visa đến em. Xin chúc mừng. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ video clip vừa rồi đã giúp khán giả hiểu hơn về quy trình một cuộc phỏng vấn xin visa đi du học. Đối với đa số sinh viên xin visa du học tại Mỹ, quá trình xin visa là một quá trình rất khó khăn. Ông có nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ chỉ khó khăn trong suy nghĩ của các bạn thôi. Đây là một thủ tục rất dễ hiểu và rõ ràng. Nếu các bạn đã xem cách thức nộp đơn, chuẩn bị mọi thứ và cảm thấy tự tin, thì đây là một quá trình rất đơn giản. Có bao nhiêu loại visa du học? Có 3 loại visa du học. Phổ biến nhất là visa loại F dành cho sinh viên theo học tại các trường phổ thông, cao đẳng hoặc đại học. Một loại visa khác ít thông dụng hơn đối với sinh viên Việt Nam là visa loại M dành cho những người tham dự các khóa tập huấn về kỹ thuật. Ví dụ như một phi công đi tập huấn sẽ có visa này. Cuối cùng là visa loại J. Đây là loại visa dành cho các chương trình trao đổi về văn hóa và giáo dục, giúp các bạn sinh viên Việt Nam tìm hiểu về nước Mỹ. Tuy nhiên, visa loại F là phổ biến nhất. Quá trình tâm lý khi phỏng vấn rất quan trọng. Làm sao các bạn sinh viên có thể thuyết phục nhân viên phỏng vấn? Đây là điều rất quan trọng vì các bạn phải thuyết phục nhân viên phỏng vấn. Các chính sách về visa của chúng tôi chịu sự chi phối của luật nhập cư. Các nhân viên phỏng vấn phải giả định là tất cả mọi người đều đến Mỹ với ý định phi pháp, trừ phi các bạn có thể chứng minh điều ngược lại.
Adam, what are some of the details thì những điều cụ thể nào mà các bạn có thể thực hiện để thuyết phục anh rằng các bạn là các sinh viên hợp pháp? Sure, from a high level, nhìn chung, bạn cần chứng minh hai điều. Bạn sẽ là sinh viên giỏi. Điều thứ hai là bạn sẽ trở về Việt Nam. Một số điều các bạn có thể thực hiện, đó là như các bạn biết, những sinh viên giỏi thường có sự chuẩn bị tốt, thường nghĩ về tương lai, có kế hoạch rõ ràng, định ra những bước đi tiếp theo trong tương lai. Khi phỏng vấn, chúng tôi rất dễ nhận ra điều này chỉ với vài câu hỏi. Đôi khi chúng tôi hỏi các bạn sẽ làm gì nếu như không nhận được visa. Rất nhiều bạn sẽ trả lời là, em không biết. Ý tôi không phải là trả lời câu hỏi này, thì các bạn sẽ thuyết phục chúng tôi. Nhưng nói chung các bạn phải có các bước chuẩn bị, luôn có kế hoạch rõ ràng. Đây là điều quan trọng nhất các bạn có thể làm để thuyết phục chúng tôi. Dĩ nhiên, nếu các bạn có thành tích học tập không tốt, sẽ rất khó thuyết phục chúng tôi là các bạn sẽ học giỏi. Một điều cần phải quan tâm nữa là tài chính. Chi phí học tập tại Mỹ rất đắt. Sinh viên phải chứng minh gia đình các bạn có khả năng chi trả các khoản phí khi bạn học tập tại đây. Nếu chương trình học tốn khoảng 25.000 đô la Mỹ một năm, trong khi thu nhập của gia đình bạn là 20.000 đô la Mỹ một năm, thì sẽ rất khó thuyết phục chúng tôi là gia đình bạn có khả năng về tài chính cho việc du học của các bạn, rằng bạn sẽ chỉ học tập mà không làm việc tại Mỹ. Nhưng tôi thực sự khuyên các bạn hãy thành thật và thẳng thắn. Hãy tự nhiên và là chính mình. Most students have problems because they go to visa consultants on the outside and the consultants basically tell them to lie or give them false documents and that is almost guaranteed to get you refused a visa. Tôi muốn nhấn mạnh là nhiều trường hợp bạn sẽ bị cấm xin visa vĩnh viễn nếu cung cấp hồ sơ không đúng sự thật. Vì vậy như Ted đã nói, điều quan trọng nhất là phải trung thực, dù hồ sơ có như thế nào đi chăng nữa. Các bạn cứ trung thực và người phỏng vấn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Và lời khuyên cuối cùng của tôi là nếu bạn không được cấp visa, thì không phải là ngày hôm đó bạn không gặp may. Adam luôn xem xét cùng một tiêu chuẩn theo các luật lệ nhất quán. Vì thế nếu một nhân viên phỏng vấn quyết định bạn không đủ tiêu chuẩn được cấp visa, thì các nhân viên phỏng vấn khác cũng vậy. Chính vì thế nếu các bạn trở lại phỏng vấn một tháng sau đó mà không có sự thay đổi lớn nào trong cuộc sống, thì nhiều khả năng các bạn sẽ tiếp tục bị từ chối cấp visa và mất tiền phỏng vấn. Lời khuyên của tôi là xem xét lại mọi việc. Có thể theo học ở Việt Nam một năm để cải thiện khả năng tiếng Anh, cải thiện điểm. Sau một năm, cơ hội được cấp visa của các bạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu trở lại phỏng vấn sau một hoặc hai tháng, chắc chắn các bạn sẽ tiếp tục bị từ chối cấp visa. Đôi khi những chuyện không mong muốn xảy ra. Nếu các bạn không thể đến Tổng lãnh sự quán đúng giờ, các bạn phải làm gì? Nếu các bạn không thể đến đúng giờ, các bạn vẫn nên đến lãnh sự quán trước 11:30. Nếu các bạn không thể đến trước thời điểm này, các bạn sẽ được sắp xếp lịch hẹn vào ngày khác. Những trường hợp nào phải cấp lại visa? Bất cứ người nào xin visa, dù là sinh viên, khách du lịch hay doanh nhân, có visa có hiệu lực một năm, đều có thể đến xin cấp lại visa trong vòng một năm sau khi visa đó hết hiệu lực. Vì thế, nếu các bạn có visa hết hạn không quá một năm, thì các bạn có thể xin cấp lại visa mà không phải thông qua quá trình phỏng vấn. Như vậy, những người xin cấp lại visa chỉ phải làm những thủ tục đơn giản và nhanh hơn rất nhiều. Các bạn có thể thực hiện điều này bằng cách gửi đơn xin visa ra Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoặc đến Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cũng nên xem các thông tin trên trang web của chúng tôi để biết chính xác về quá trình này.